Văn Vọng xin chào các bác. Hôm nay sẽ cùng các bác đi tìm hiểu những cái kiểu dáng xuất hiện bộ mặt số nổi vàng hồng. Ở đây em đang có hai chiếc đồng hồ của đất nước Pháp. Hai chiếc đều sở hữu cái bộ mặt số nổi vàng hồng. Một chiếc thì là kiểu dáng mặt bát giác nằm, còn một chiếc sở hữu cái thiết kế mặt tròn các bác nhá. Cả hai kiểu dáng mặt rất là phổ thông trên những chiếc đồng hồ cổ của người Pháp. Chiếc mặt nằm sẽ thường xuất hiện trên mẫu thiết kế thùng bè vân nu, bông lúa mạch, trùng quả. Còn đối với chiếc mặt tròn thì hầu như sẽ xuất hiện trên kiểu dáng thùng xôi đặc trưng như thế này các bác ạ. Và những chiếc mặt số tròn này không nhầm thì cách đây cũng vài tháng em cũng đã có sở hữu được một chiếc. Và bây giờ em được về thêm được một chiếc đẹp hơn chiếc vừa rồi để các bác lựa chọn. Ở đây thì em đang có hai thương hiệu rất là nổi tiếng nhá. Một chiếc là đồng hồ FFR và một chiếc đến từ thương hiệu đồng hồ MAP, các bác hay gọi là đồng hồ MAP. Hai chiếc có hai thiết kế ngoại hình quá là xuất sắc đúng không ạ? Tí nữa sau cái phần thử chuông thì sẽ mời các bác đi ngắm nhìn hai cái bộ máy của hai thương hiệu này, xem nó có đẹp không và nó khác nhau như thế nào nhá. Đầu tiên thì vẫn phải giới thiệu đến các bác, đây là một chiếc FFR em sở hữu. Với cái mức độ đẹp tổng thể của chiếc đồng hồ này, em nhận xét là tổng thể nó đẹp trên 97% các bác ạ. Gần như là hàng lưu kho chưa qua sử dụng. Đầu tiên đi nhìn qua một chút thiết kế thùng sồi tân cổ rất là đẹp các bác nhá. Những chi tiết chạm trổ một cách tinh tế, trùm hoa này, bên dưới có trùm hoa này. Dưới nữa chúng ta cũng có một cái phần trùm hoa này. Đấy là phần đáy của chiếc thùng các bác nhá. Các bác có thể thấy là chiếc thùng của chúng ta nó gần như là chưa có cái vết xước xác nào quá nặng, mà gần như là ở trong cái tình trạng là được sưu tầm tuyệt đối luôn các bác ạ. Rất là đẹp luôn, hoàn hảo các bác nhá. Vân gỗ sồi nhá, thì sẽ cho các bác cái màu gỗ tự nhiên luôn. Còn bên trên đây thì một cái phần mặt kính cong mo tạo độ sâu cho bộ số nổi vàng ở bên trong còn nguyên này. Dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính hoa văn nhá, kết hợp với quả nắp tròn đi theo mặt số tròn, cũng là vàng hồng luôn các bác nhá. Đấy, em sẽ quay chậm để các bác nhìn tổng thể vẻ đẹp của chiếc đồng hồ FFR số tròn vàng hồng này nhá. Bây giờ sẽ đi bên trong các bác nhá. Đây các bác nhìn này, từ cái phần bản nề nó cũng đánh giá được đây là một chiếc đồng hồ nó còn gần như là chưa qua sử dụng các bác ạ. Bản nề nó còn trắng sáng màu thép đây các bác nhá, cả trên và cả dưới này. Ngoài ra nó còn nguyên cả một cái lớp giấy niêm phong ở bên trên này các bác này, còn nguyên ghim màu hồng luôn các bác nhá. Và khi em mở chiếc đồng hồ ra em ngửi thấy một mùi hương rất là thơm của mùi gỗ các bác ạ. Đấy, rất là ít chiếc sở hữu được cái mùi hương như thế này các bác nhá. Phần nẹp kính dưới đây các bác nhá, nẹp kính trên này đặc trưng của thương hiệu FFR, lúc nào cũng có chèn thêm một miếng nhựa để cho cái phần kính chúng ta nó không bị chèn ép quá mà bị vỡ, rất là tỉ mỉ đúng không ạ. Ngoài ra thì đây thanh đây là một cái phần khóa gông các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy phần khóa gông của chúng ta nó còn trắng sáng một khép đây đúng không ạ. Nhiều bác sẽ bảo như kiểu đây là vừa được nắp và sản xuất đúng không ạ, không phải đâu các bác nhé. Ốc chống tường đây các bác này, hai bên này hai con ốc nó cũng trắng sáng một thép nhá. Tay cót zin này cũng trắng sáng luôn, quá là xuất sắc luôn. Đây cũng thế các bác này, con ốc trống này rất là đẹp đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái bộ mặt số nhá. Một cái bộ mặt số vàng hồng thì đây là một cái bộ số em nhận xét nó đẹp trên 98%, tự các bác kiểm định giúp em nhá. Đây đây là cái phần mặt số em đang quay rất là chậm đây. Đấy, niềng vàng hồng nhá, bộ kim rất là đẹp luôn, đây là gọi là bộ kim hoa văn. Tên logo thương hiệu đây các bác này, ba nỗ vành khuyên cót còn này và một quả nắp tròn ở bên dưới này, rất là đẹp luôn. Đấy, phụ kiện đi kèm nhá, hai bên này, đây là hai cái phần để khóa chuông này các bác ạ. Rồi đi vào thử chuông luôn, sau đó tháo cái bộ máy ra để các bác được chiêm ngưỡng qua về cái vẻ đẹp của bộ máy FFR này nhá. Thank you.
Đấy là cái phần âm thanh trên cái bộ gông thép 7 thép 1 đồng. Quá tuyệt vời. Bây giờ mời các bác nhìn qua cái bộ máy của chiếc đồng hồ FL này nhá, xem cái bộ máy nó có đẹp để các bác sở hữu hay không. Đây, các bác nhìn hai con ốc này. Hai ốc bắt cầu nhá. Trắng sáng một thép luôn, tuyệt vời luôn. Đây các bác nhá. Giấy niêm phong còn nguyên này. Đây là cái bộ gông của chúng ta. Xanh đen luôn các bác nhá. Đây là cái phần gông đồng này các bác nhá. Rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Nếu lắm rồi mới về được một chiếc đồng hồ nó xuất sắc như thế này. Đây, quay xuống dưới này các bác sẽ nhìn rõ nhất là cái bộ gông của chúng ta đây. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Còn đây sẽ là cái bộ máy của chiếc đồng hồ đây. Đây, một bộ máy em nhận xét tổng thể nhá. Đây là một cái bộ máy đẹp trên 96%. Ba vách máy đều màu nhau này, đúng không ạ? Các bác nhìn cái cần búa nhá, nó còn trắng sáng màu thép đây này. Đặc biệt là cái bộ đầu vồ nó vừa tạo ra phần âm thanh, các bác nhìn nhá. 8 vồ tròn đều nhau đúng không các bác? Tuyệt vời luôn. Còn đây là bên trong nhá. Trục thép thì trắng sáng màu thép đây các bác này. Đấy. Ốc này các bác này. Đây nữa các bác này. Xuất sắc luôn các bác ạ. Máy rất là sạch sẽ các bác nhá. Máy này em chỉ về em vệ sinh qua một chút thôi vì gần như nó chưa hoạt động mà các bác, làm gì có cái chất bẩn gì đâu. Thực sự rất là thỏa mãn luôn. Mặt sau có cái phần mặt số đây các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua một chiếc thứ hai cũng sở hữu cái bộ mặt số vàng hồng, đó là một chiếc đồng hồ từ thương hiệu Mark. Chiếc cái thùng bè bông lúa mạch phải nói là rất là sang trọng luôn, bề thế. Bác nào thích mẫu thùng bè mà có những cái chi tiết vân nu đối xứng đẹp ấy, thì đây là một chiếc lý tưởng. Vì người ta đã sử dụng 3 loại vân nu khác màu nhau các bác nhá. Một loại này, hai loại này, ba loại để cách điệu làm cho chiếc đồng hồ map đẹp nhất có thể. Ngày xưa tầm khoảng những năm 1960 năm đến 1970 mà người ta đã thiết kế được một mẫu thiết kế quá đẹp như thế này thì chắc chắn là người ta đã bỏ ra rất là nhiều chất xám, đặc biệt là người ta đã vẽ rất là nhiều bản thiết kế mới có thể hoàn thiện ra được. Ở đây chúng ta sẽ có những chi tiết như bông lúa mạch trùng nho này, một phần vân nu màu vàng ở giữa để làm nổi bật cho cái chi tiết trùng quả nhá. Còn ở giữa thùng thì chúng ta sẽ có một phần vân nu đối xứng đây các bác này. Bên dưới cũng thế các bác này, nu đối xứng này, đây nữa này. Bên trên cũng thế các bác nhá, đối xứng ạ. Đấy. Thực sự chia sẻ với các bác một chiếc thùng vân nu còn trong tình trạng tuyệt vời luôn. Đặc biệt là những cái chiếc thùng vân nu này nó bắt sáng khá là tốt. Nên khi bắt sáng thì nó sẽ tạo ra những cái đường vân gỗ nổi lên một cách tự nhiên các bác nhé. Trung tâm thì không thể thiếu được rồi, một cái bộ mặt số vàng hồng. Tay cầm cũng vàng hồng luôn các bác ạ. Bên trong đây, dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính trắng gương nhá, kết hợp với quả nắp vàng hồng bên trong. Đi ở bên trong luôn các bác ạ. Đây, tất cả phụ kiện đầy đủ hết luôn. Và đây cũng là một cái bộ mặt số vàng hồng, cũng phải nhận xét nó đẹp trên 98% các bác ạ. Quá là xuất sắc luôn. Các nhìn cái bộ số chúng ta này, đẹp tương tự như chiếc đồng hồ FL luôn các bác. Thông số tên thương hiệu đây các bác nhá. Đấy, bộ kim đặc trưng này. Một quả nắp bên dưới cũng đẹp, xuất sắc luôn này. Đồng hồ viết móc luôn các bác nhá. Phần khóa gông còn nguyên đây nha. Đấy. Tay cót zin luôn. Nỗ tay cót rất là to đây các bác này. Đặc trưng chỉ có thương hiệu MAP mới có cái nỗ tay cót như thế này các bác nhá. Phần giấy tờ còn nguyên đây các bác này. Những con ốc chống đường thế các bác này. Đấy, hai màu luôn nhá. Còn nguyên hai màu luôn, chưa có sự han gì luôn. Những cái đầu dây khóa chuông này. Đó. Hai thanh bắt trùng máy. Còn đây thì chiếc map này thì nó lại chơi trên cái bộ gông đồng. Thử luôn cái phần âm thanh xem nó có khác nhau so với cái bộ gông thép của chiếc đồng hồ FL các bác vừa nghe không nhá. Thank you.
sự là với các bác là đẹp cả hình thức, cả âm thanh luôn các bác ạ. Tiếng chuông bộ công đồng nó cho các bác cái độ ngân nó khá là cao, đúng ạ. Bây giờ mời các bác cùng em nhìn qua một chút về thiết kế của bộ máy của chiếc đồng hồ Mát này nhá. Đây, cái bộ gông này các bác này, bộ gông đồng các bác nhá, thẳng hàng nhau này, gần như chưa có một cái sự xê dịch hay là méo mó gì đâu các bác nhá, tuyệt đối luôn. Còn đây là cái bộ máy đây, cực to luôn các bác ạ. Bộ máy so với những thương hiệu khác thì đây là một cái bộ máy của thương hiệu Map, là thương hiệu to nhất mà người ta thiết kế những chi tiết được thiết kế nộ thiên luôn các bác nhá, tạo ra hai cái hốc ở bên vách sau để các bác có thể nhìn thấy rõ những cái bánh răng, những cái nồi cót nhá, những chi tiết trục quá là đẹp luôn các bác ạ. Đây này, các bác nhìn thấy cần búa này trắng sáng một phép này. Đấy, phần bánh răng của chúng ta nó còn vàng ươm này. Máy dạng như kiểu em không nhầm, những kiểu được mà mạo qua một chút vàng thì phải, nên là có độ bóng rất là cao nhá. Đây, những cái chi tiết trục này các bác này, gần như là không thể chê được đúng không các bác. Thực sự với các bác, Mát là một thương hiệu sản xuất những cái bộ máy cực kỳ là to luôn, rất là to luôn nhá. Rồi, em xin được nắp chiếc đồng hồ này lại. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác hai chiếc đồng hồ sở hữu hai cái bộ mặt số nổi vàng hồng xuất sắc của người Pháp. Theo phương diện em nhận xét thì đây là những cái bộ mặt số đẹp nhất hiện tại. Vì số vàng hồng rất là ít gặp. Số nổi đen các bác gặp rồi, số nổi trắng các bác cũng gặp rồi, nhưng mà số vàng hồng thì số lượng rất là giới hạn các bác nhé. Mà còn đẹp nữa thì rất là khó kiếm. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.